tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Kim. Chia sẻ với các bạn một chút xíu là Thảo Huỳnh là một người có tâm hồn ăn uống rất là to lớn, nên là chỉ nhà Thảo Huỳnh thôi là có hai cái tủ lạnh, và trong đó là một cái là nằm riêng cho Thảo Huỳnh rồi, nằm riêng trong phòng Thảo Huỳnh rồi. Nói cho các bạn một chút xíu như vậy để các bạn có thể hiểu được là tầm quan trọng của tủ lạnh đối với những tín đồ ăn uống như chúng ta, đúng không? Quay trở lại với nội dung chính của chương trình thì ngày hôm nay Thảo Huỳnh sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 chiếc tủ lạnh được bán chạy nhất tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim trong thời gian vừa qua. Và các sản phẩm đã được chia ra thành rất là nhiều phân khúc giúp các bạn có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm hợp lý cho gia đình của mình. Nào, bây giờ thì bắt đầu nhé. Đối với những gia đình có thu nhập trung bình cũng như là ít người sử dụng tủ lạnh thì Thảo Huỳnh nghĩ là chiếc tủ lạnh Sharp 150 lít là một sản phẩm phù hợp với mức giá khá là tốt. Đây là tủ lạnh với thiết kế hai cửa, dung tích 150 lít, sử dụng tốt cho gia đình khoảng 2 thành viên, bảo quản được lượng thực phẩm sử dụng từ 2 đến 3 ngày. Tủ lạnh Sharp 150 lít không đóng tuyết, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn và dễ vệ sinh hơn nữa. Sản phẩm còn có công nghệ hiện đại là nano phân tử bạc, giúp khử mùi và hạn chế vi khuẩn phát triển, thực phẩm sẽ tươi ngon và giữ được lâu hơn đó. Ngoài ra thì chiếc tủ lạnh này còn có khả năng làm đá nhanh, có hệ thống làm lạnh gián tiếp và đặc biệt là được trang bị hệ thống đèn LED giúp tiết kiệm khá nhiều điện năng khi sử dụng. Sản phẩm tiếp theo thì có dung tích lớn hơn một chút xíu và giá thì cũng nhích hơn một chút xíu thôi. Đó là sản phẩm thuộc hãng Electrolux. Tủ lạnh này thiết kế khá là đẹp mắt, bên ngoài thì được phủ sơn tĩnh điện giúp nâng cao độ bền cho sản phẩm. Sản phẩm áp dụng khá nhiều công nghệ có tên Fresh. Đầu tiên là Fresh Plus, giúp duy trì nhiệt độ lạnh luôn ổn định ở khắp các vị trí bên trong, giúp thực phẩm được làm lạnh đều và tốt hơn. Hệ thống sử dụng Fresh Taste có khả năng tiêu diệt đến 99,8% các vi khuẩn, giúp thực phẩm luôn tươi mới. Tủ lạnh còn được trang bị ngăn rau quả Market Fresh với hệ thống điều chỉnh độ phù hợp với các loại rau củ trái cây khác nhau. Sản phẩm có hai ngăn kệ linh hoạt là Flex Store và Flex Space, được đặt lần lượt ở cả ngăn đông và ngăn mát. Bạn có thể làm được khá là nhiều thứ thú vị với hai ngăn kệ này đó nha. Xem nào, đặc biệt là chất liệu khay bằng kính siêu bền và dễ dàng vệ sinh khi dính bẩn. Sản phẩm tiếp theo thuộc dòng sản phẩm mới ra của Panasonic với tổng dung tích là 152 lít, với ngăn đá là 53 lít. Và ngăn mát là 99 lít. Tủ phù hợp với gia đình có 2 đến 3 thành viên dùng. Chiếc tủ lạnh này có khá nhiều ưu điểm, trong đó phải kể đến công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện vượt trội, đặc biệt là khi kết hợp với cảm biến Econavi giúp điều chỉnh nhiệt độ luôn ổn định, thì bạn có thể xài thoải mái mà không có lo nghĩ gì tới hóa đơn tiền điện nữa hết á. Bên cạnh đó thì tủ lạnh còn được trang bị bộ lọc tinh thể bạc với khả năng vô hiệu hóa vi khuẩn và khử mùi hôi phát sinh trong tủ. Còn cái này nữa mới độc nè, công nghệ làm lạnh độc quyền Panorama của Panasonic mang đến luồng không khí lạnh đa chiều lan tỏa khắp các khay kệ nhanh chóng. Thực phẩm sẽ được làm lạnh đông đều, giữ được độ tươi ngon, màu sắc đẹp và kéo dài thời gian sử dụng hơn. Tin vui cho các bạn thích ăn trái cây và hay chứa trái cây trong tủ lạnh đây. Ngăn rau quả của tủ giữ ẩm rất là tốt. Rau củ hay trái cây của bạn sẽ luôn được tươi mới mà không sợ nhanh héo như những tủ lạnh khác đâu nha. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm thuộc dòng công nghệ tiết kiệm điện Inverter. Đó chính là chiếc tủ lạnh LG Inverter 189 lít. Sản phẩm có thiết kế vỏ ngoài bằng thép không gỉ, ngăn trên có khay lấy đá tự động, có thể di chuyển qua lại, tạo sự linh động trong việc sắp xếp thực phẩm. Ngăn cửa tủ thì có khay đựng chai lọ lớn, đựng chai lớn cỡ nào cũng được, độ cao của khay đựng có thể điều chỉnh được nữa, quá tiện lợi đúng không các bạn? Tủ lạnh này có khả năng tiết kiệm điện lên tới 36% với công suất rất là thấp, chỉ 80W, khá là kinh tế đúng không? Ngoài ra thì hệ thống đèn LED hiện đại không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn bền bỉ nữa. Sản phẩm có thể cung cấp luồng khí lạnh đa chiều lan tỏa đều đến mọi nơi trong tủ, giúp thực phẩm trong tủ đều có độ tươi như nhau và tất nhiên là còn tiết kiệm điện nữa. Sản phẩm cuối cùng này thì khá là cao cấp. Đây là một sản phẩm đến từ Samsung. Với công nghệ rất là hiện đại và dung tích lớn thì chắc hẳn nó sẽ làm hài lòng bạn với số tiền bạn đã phải bỏ ra. Tủ lạnh Samsung 520 lít là loại tủ lạnh side by side. Vỏ bên ngoài tủ lạnh được làm bằng chất liệu thép không gỉ rất là bền và chắc chắn. Mặt trước sáng bóng trông rất là bắt mắt. Bên trong có khá nhiều khay kệ được bố trí rất hợp lý, có khả năng chịu lực tốt, cho phép lưu trữ được các thực phẩm có khối lượng lớn. Đặc biệt với thiết kế ngăn home bar nằm bên ngoài rất tiện lợi, cho phép người dùng lấy nước lạnh mà không cần phải mở cửa tủ lạnh, tránh lãng phí điện năng rất hiệu quả. Tủ lạnh có dung tích lớn 520 lít có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình lên đến 10 người. Tủ lạnh Samsung 520 lít có khả năng làm lạnh nhanh với luồng khí lạnh đa chiều hiệu quả.
có công nghệ Silver Nano kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, giúp lưu trữ thực phẩm được tươi ngon và lâu hơn. Có một điều hơi đáng tiếc là sản phẩm này thì lại không được trang bị công nghệ inverter, nhưng mà với những tiện ích mà nó mang lại thì Thảo Huỳnh tin là nó vẫn đáng đồng tiền, đúng không các bạn? Vừa rồi là top 5 sản phẩm tủ lạnh bán chạy nhất tại Nguyễn Kim trong thời gian vừa qua. Có đầy đủ các phân khúc giá và thông tin cho các bạn lựa chọn rồi nha. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau mau tậu cho gia đình mình một chiếc tủ lạnh ưng ý nhất như nào. Đừng quên nhấn like và subscribe channel Nguyễn Kim để có những video clip nhanh nhất về đánh giá và trải nghiệm sản phẩm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.